Điều thứ nhất ghét ai nhút nhát, mến người ta sao để trong lòng làm làm như thế. Ngọc ơi Ngọc, có anh có biết hay không? Úc tiệt, có chị hai em ở nhà không? Chị hai em hôm nay là thứ mấy? Thứ bảy. Chị hai em đang đi đâu? Đánh banh. Nhưng mà bà hẹn anh đi đá banh mà kỳ vậy. Hẹn anh đi đá banh là một chuyện, nhưng đi thục pizza với thằng Bi là một chuyện, anh hiểu chưa? Bà đi thục pizza với thằng Bi hả? Bà thục pizza mà bây giờ bà thục thắng thầy cô luôn. Vậy tại sao không rủ anh thục chung? Thì đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ thằng Bi nó ga lăng hơn, nó dễ thương hơn, nó biết đan len, anh thì không biết. Ê, xin lỗi em nha. Nói gì? Đan len. Anh rất là giỏi nha. Anh tự đan len được hết. Đan len? Đan len. Thế thì anh dạy em đan len đi, vì cái khăn này là em mua về và em ngồi như thế này cho nó quý tộc. Chị em đi. Cái này dễ là vậy nè. Thì ra là biết đan len. Em mới về hả? Thì ra là anh Long với anh Tý thích thằng Út Tiệp, thích đan len. Không phải, thì anh chỉ cho nó là phải làm như vậy, làm cái này làm cái kia cho nó biết đó mà. Là anh Long biết đan len quá giỏi, anh Long chỉ em đan len. Đan len, biết đan len thì nó biết đan chứ làm gì mà giấu. Sao rủ anh đi đá banh mà sao không đi mà đi thục đi ra thục với thằng Bi. Thì hồi sáng ở nhà đang chám quá thằng Bi đúng không, rủ đi thục đi ra đi luôn. Thấy chưa, cũng cái nết của anh tới trễ như vậy. Sao mà được, tôi ở nhà tôi lên đồ hết rồi, bây giờ thì tự nhiên nói sao được. Tôi lát nữa đi đá banh nè. Trời đất ơi. Ê, từ từ, có người gọi nè. Alo. Để quên đồ đó rồi đó. Lấy. Đi. Trời đất ơi. Đi đâu rồi, đi đâu? Tôi đi với bà nha, tôi đưa bà đi chứ để bà điên mình cho. Lâm. Không ổn. Cái thái độ này là không ổn. Bây giờ anh đi theo là một hồi bà ra bị giật đầu anh ngoài cửa đó. Ủa tại sao? Tại vì bà đang thích thằng Bi. Em nói lại coi. Bà đang thích thằng Bi. Bà là chị em nhìn một cái thái độ thôi là em biết liền. Tao nói thiệt, mày vừa nói cái câu đó tao muốn cho cái thằng Bi nó ăn nguyên cái trái banh dễ sợ hơn. Không nên cho nó ăn một trái banh mà phải cho nó ăn nguyên một cái khung thành vô miệng. Anh Long, anh nghĩ sao vậy? Anh để cho chị hai em bị thằng Bi giật đi à? Bây giờ anh phải thể hiện từ trong tâm anh. Thể hiện ra bên ngoài cho em. Làm một cái gì đó tặng chị em. Xin lỗi em, nếu nói về tâm anh rất là nhiều tâm. Ngày nào má anh bán tập quá, ai cũng lợi tới mua tâm anh rất là giao, tao rất là nhiều tâm. Biết anh ngồi xuống đây đi, bây giờ anh bình tĩnh lại đi anh Long. Anh phải làm từ xuất phát từ cái trái tim của mình, anh hiểu không? Bây giờ anh làm tặng chị em một cây kẹp đi. Là cái tâm là mình phải tự làm gọi là handmade. Đó là cái handmade, đúng cái tâm đó, cái tâm đó tờ ớ mà âm tờ âm tâm đó. Vậy em biết làm hả? Em biết làm. Thì chỉ đi. Đời này không ai cho không ai bất kỳ một cái gì. Thôi được rồi. Hiểu ý rồi. Hiểu chưa? Thôi anh không có nhiều hết. Ôi trời. Không có một nhiều đâu. Lấy tờ thôi. Lấy tờ. Một tờ này làm 15 cây kẹp hàng chi. Vậy là còn lại là cho em tiền công. Thì cho em hết luôn đó. Chị bánh luôn á, sao nó chắc nó chạy lên như. Được rồi, chỉ đi nè. Làm kẹp tóc chữ bằng xốp. Chuẩn bị một miếng xốp mỏng, keo sữa, kim tuyến, kẹp tóc trơn và kéo. Bước 1, vẽ một khuôn chữ hoặc hình yêu thích lên miếng xốp. Sau đó cắt theo hình bạn đã vẽ. Bạn cũng có thể mua chữ xốp đã cắt sẵn ở ngoài cửa hàng sách. Bước 2, chú ý, bạn nên thực hiện việc này trên một tờ giấy nháp để keo sữa và các phần nhũ thừa không làm bẩn ra mặt bạn. Bước 3, bạn nên ướm thử các chữ cái lên trước để xác định được khoảng cách phù hợp. Sau đó, dùng keo dán cố định chúng lại. Như vậy là cùng lúc, bạn đã có thể làm ra vài chiếc kẹp tóc để thay đổi hoặc phối hợp với nhau trên cùng một mái tóc rồi. Em mong anh quá biết mày sau này còn giữ được anh. Út Tiệp, anh Long đâu?
Nè anh Long đi chơi với con My rồi. Cái gì? Đi chơi với con My rồi. Anh Long đi chơi với con My. Mày điếc à, hỏi lại lần thứ ba mẹ. Ủa sao tự nhiên anh Long đi chơi với con My xong đi chơi với chị? Chị nghĩ đi, một người đàn ông như anh Long không thể nào đi chơi với một thằng đàn ông như chị. Ủa mà sao? Phải đi chơi với một con nhỏ rất phụ nữ như con My. Chị hai cũng phụ nữ vậy. Chị nói vậy chị hai, chị nói chị phụ nữ. Chị nghĩ sao chị với My giống nhau ở cái giới tính. Chị sai nhất là ở cái giới tính của chị đó. Em nói cho chị biết, không có con đàn bà là trên thế giới này mà 24/6 đi thục pizza, mà 3/7 đi đá banh chủ nhật, đi tập tạ kèm hết á. Bây giờ chị phải làm sao? Bây giờ chị phải nữ tính lại. Chị nhìn chị rất là thiếu thốn một cái gì đó em không biết được, mà bây giờ em cũng lại thiếu kinh tế, em không thể nói được. Em thiếu kinh tế. Đây, tiền này là chị để dành mua cái sân đá banh. Sao chị anh Long xài tiền giống nhau quá vậy? Chị mua một cái sân đá banh. Nhưng mà bây giờ con nhỏ chị này sẽ cho con nhỏ em. Ok. Một đống tiền này con nhỏ em chỉ với chị nữ tính. Nhìn tổng thể trên gương mặt của chị, cái mặt chị như cái bàn pizza vậy. Bây giờ mình không thể nào làm cái mặt mình được hết. Mình phải trang điểm cái đầu. Cái đầu chị đang theo một cây kẹp. À cái kẹp đấy ha, được ok lấy cái này. Chị rất ngu, kẹp cái này không phải cây kẹp. Ai mượn kẹp đâu là tao đã kẹp hết rồi. Chị thiếu một cây kẹp, còn cái này là cây trăm của em nha. Ừ. Làm kẹp tóc ngọc trai bằng hạt nhựa. Chuẩn bị hạt nhựa trắng, kẹp trơn, keo dán sắt, dây kẹp và kéo. Bước 1, gập đôi sợi kẽm, sau đó xỏ vào lỗ của hạt nhựa. Chú ý, không xỏ kẽm xuyên qua mà chỉ dừng lại bên trong, không để kẽm thừa ra ngoài. Bước 2, dính keo vào vị trí vừa xỏ kẽm. Khi dính keo, bạn đợi một lúc để keo khô lại và dính chặt vào hạt. Bước 3, bạn dùng tay tách đôi kẽm ra rồi luồn qua đuôi của chiếc kẹp tóc và vặn chặt lại. Bạn cứ quấn dần dần cho đến khi vừa đủ chặt hạt nhựa vào kẹp tóc thì dùng kéo cắt bớt đoạn thừa là xong. Sau đó, cố định lại lần nữa bằng keo dán sắt. Vậy là chúng ta đã có những chiếc kẹp ngọc trai thật xinh xắn rồi đó. Ôi trời, trời ơi trời. Tan bằng mây luôn. Hai quay qua. Quay qua, quay cái đầu qua đây. Đó, trời ơi, hai. Kẹp ai làm cho hai vậy? Em. À, chiếc đẹp chứ sao quỷ mà. À, bây giờ chị qua tan. Qua tan bằng mây nha. Cơ. Anh Long đi đâu vậy? Không, chuyện của người lớn em đừng quan tâm. Long đi đâu vậy? Anh Long đem cái hộp quà này qua tặng ông My đúng không? Qua tặng My, qua nhà ông My đi, qua đây chị. Ủa sao biết hỏi vậy, sao chị suy nghĩ vậy? Suy nghĩ đây gì? Đúng rồi đây nè, mở cho coi từ từ cái đã. Cái kẹp này nè. Làm. Làm á, tặng My đúng không? Không, tặng ấy Út Tiệt nó chỉ làm. Tặng tôi hả? Ôi nay sao thay đổi hoàn toàn luôn vậy? Xin đẹp tính quá vậy. Dễ thương. Út Tiệt á. Dễ thương nha. Tiệt. Hả? Ôi, đồ dễ thương mà. Ôi, cái tóc có cái kẹp kẹp. Ôi, dễ thương. Ủa, nhưng mà cái đó ai chỉ vậy? Nói rồi, Út Tiệt đó, còn cái này. Út Tiệt đó. À, thì ra là mày gạt anh chị, mày lấy tiền của anh chị có đúng không? Không phải, nhưng mà hai người không đến được với nhau. Nếu cô vợ em khó chịu, em làm một cái cách nào đó để cho hai người đến được với nhau. Thôi, anh không tin nữa, bây giờ trả tiền cho anh nhanh lên. Không, tiền em lỡ bỏ túi là không thể móc ra được nha. Không, nha. Bảy tại vì đơn giản là như vậy nè, bây giờ đó em đã giúp hai người đó cho nhau rồi. Thì cái tiền là tiền công của em nha, nha. Đứng lại đây. Bài quên đi người yêu tôi. Cái tivi này là giả chân mà. Quên là anh này cạnh nhà em. Nhà em không có được đụng đâu.